Rồi, Zalo, em Nghĩa xin mến chào thì các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với bên em kênh Shop Trung Nghĩa Máy Nhặt Bãi. Thì ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 10, ngày 22 tháng 11 thì em lại tranh thủ lên video mới giới thiệu với tất cả các bác. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác là có tất cả là 12 con máy cưa xích di nguyên bản của Nhật nữa các bác nhé. Hôm nay thì như mọi khi em hay lên tầm này thì em hay lên máy cắt cỏ, nhưng mà giờ em sẽ đổi lên cho các bác là có 12 con máy cưa xích. Thì em lên cho các bác một số con máy cũng rất là đẹp như sau. Thì bên em thì đa số lên cho các bác là toàn bộ là hàng đều là hàng tuyển lấy của bên Nhật về hết các bác nhá, lấy từ công từ bên Nhật về. Đấy, hàng bên em thì cam kết với các bác là đã bao ngon, bao xài, bao nổ. Đấy, các bác mình chốt thì em sẽ bao cho các bác là về sử dụng được. Ví dụ như nhiều bác mình chưa từng sử dụng máy cưa xích cắt cỏ bao giờ, động cơ hai kỳ bao giờ, thì cứ yên tâm mua bên em. Thì em sẽ làm một cái kinh, nói chung là một cái video ngắn em sẽ gửi qua Zalo cho các bác, hoặc là em sẽ gọi điện trực tiếp để hướng dẫn các bác sử dụng nhé. Nên các bác cứ yên tâm, mình chưa sử dụng bao giờ thì có thể sử dụng được. Máy bên em thì cam kết với các bác là zin nguyên bản hết. Đấy, những cái nào đây, ví dụ như các bác giới thiệu với các bác là cây đầu tiên này, một cái máy cưa của dòng máy Lativo này, à cây này cây Lakatomi, một con máy cưa mini tay cụt, dòng này thì xài siêu nhỏ nhẹ rồi. Một con máy cưa xích dòng máy Estin, con này thì nồi đồng cối đá nhá. Một con máy dòng máy cưa tay cụt dòng Hitachi, con này xài rất là ngon. Một con máy cưa tay dài đến từ thương hiệu của dòng máy Makita, và một con máy đến từ thương hiệu của dòng máy Singu, con này có trợ lực này. Một con máy Echo Curit, con này rất là đẹp nhá, đẹp xuất sắc luôn, làm mới tinh này. Con này là con Curit tầm trung, và một con máy cưa xích của dòng Echo có trợ lực lớn. Một con máy dòng máy cưa Echo, con này Hone Echo rất là nhiều các bác nhá, con này tận 37cc làm Latin luôn, rất đẹp. Một con máy cưa xích của dòng máy cưa Echo V3700 37cc khá to các bác nhá, cưa tầm trung làm 1,5 tấc khá dài nhá, con này nam nối luôn, rất là xịn sò đấy. Và em lên cho bác có con cưa xích dòng 361 360 này, con này 361 này, con này thì một con cưa cực kỳ chắc chắn, các bác nhìn cái nam rồi tuyệt vời luôn. Đấy, con này các bác cưa tầm trung lớn thì con này nhá, xài rất ngon. Và em lên cho bác một con máy cưa xích, công suất của nó thì tận 3940cc, con này khá to. Và một con máy cưa xích cũng là Echo 40cc nữa. Đấy, các bác mình để khai thác thì lấy những con tầm trung trung khoảng tầm 3940cc mình về khai thác nhé, khai thác keo hoặc là khai thác cây đầu. Đấy, các bác mình xem qua kênh BM lần đầu thì luôn nhớ ấn like và đăng ký kênh, ấn chuông cho tất cả để cập nhật những video mới nhất từ bên em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Số điện thoại của BM là em sử dụng một số duy nhất là 0947594678, và số này em có sử dụng Zalo, và kênh của BM là kênh Shop Trung Nghĩa Máy Nhặt Bãi. Thì việc các bác mua hàng ở bên em thì các bác vui, nói chung là các bác mình chịu khó, mình các bác ví dụ như em chưa từng giao lưu hoặc là chưa từng mua bán với các bác bao giờ, thì các bác chịu khó mua hàng thì cọc trước giúp em 100 ngàn trở xuống, để các bác mình từ 100 ngàn trở xuống để các bác mình em gửi hàng. Đấy là tiền, coi như là cái tiền ship để em gửi về cho các bác. Đấy, còn các bác khi nào các bác mình giật nổ lên đúng hàng như trên video, giật nổ lên máy cái nam sên quay chính xác rồi thì mình mới thanh toán đủ nhé. Và khi các bác mua cơ xích ở bên em thì em sẽ tặng đủ cho các bác 3 món này. Thứ nhất là sẽ tặng cho các bác một cái tô vít này, một cái rũa này, tại có tay cầm này. Đấy, cái rũa có tay cầm, rũa rất là ngon, có tay cầm này. Và một chai nhớt nhỏ nhá. Nhớt này thì các bác có thể hướng dẫn pha tỉ lệ cho các bác luôn. Cái này thì cưa xích thì thường các bác cắt cỏ thì sẽ pha khoảng tầm 2 lít rưỡi đến 3 lít xăng, nhưng mà cưa xích thì các bác sẽ pha tỉ lệ nhiều nhớt hơn xăng nhé, hơn máy cắt cỏ nhé. Các bác sẽ pha cho em tỉ lệ là khoảng tầm 100cc với khoảng tầm 2 lít xăng đổ lại. Đấy, 2 lít xăng đổ lại là nhiều rồi. Đấy, các bác mình pha. Vì cái dòng máy cưa xích thì cái vòng tua nó sẽ lẹ hơn máy cắt cỏ rất là nhiều, nên các bác mình sẽ pha nhớt nhiều hơn để cái động cơ nó chạy trơn tru hơn. Đấy. Trong khi like thì em sẽ báo rõ số lòng số ni và test nổ video test nổ từng máy ở cuối video nhé, test nổ từng máy ở cuối video. Thì giờ thì em sẽ quay sơ qua từng cây và sẽ báo rõ làm sên. Cái đầu tiên hôm nay thì em lấy mã là mã chữ A nhé các bác nhé. Cái đầu tiên là cây một cái máy cưa xích mini tay cụt, con này là thương hiệu của dòng máy cưa Lakatomi. Con này là cưa Lakatomi EEC 14 nhé, engine này, chain shaft này, gọi là engine chain shaft đấy. Đấy, con này thì công suất của nó thì tầm 30cc và lòng nó là 37 ly. Con này thì sử dụng lam của nó là lam 4 tấc cấp nhá, và xích của nó thì đi xích chuột nhỏ. Đấy, con này thì đặc biệt một cái là nó dòng máy cưa mini tay cụt thì siêu nhỏ nhẹ rồi, con này đấy cũng đã rất là nhỏ nhẹ rồi, nó chỉ khoảng tầm 3 kg 9 đến 4 kg thôi, cực kỳ nhẹ. Các bác có thể cầm tỉa tót, kìa cành, gốc cây, gốc đồ nhỏ nhỏ thì rất là ngon. Cây khoảng tầm một bắp đùi trở xuống là con này cưa rất là ngọt được các bác nhé, bắp đùi trở xuống rất là ngọt. Và đặc biệt con này thì có sử dụng khóa lam sên. Đấy, các bác có thể thoải mái neo trèo rồi mình khóa lam sên cực kỳ an toàn nhé. Dòng cưa Lakatomi này thì rất là bền. Đấy,
mặt tiền trước này. Đấy, rất đẹp. Lam còn nguyên chữ Oregon, rất mới nhá. Đây. Lam sử dụng là lam một chân ốc. Và cách sử dụng con này thì nó có e gió tự động luôn các bác nhá. E tự động cực kỳ xịn sò. Đấy, các bác mình không quen thì cứ sử dụng công tắc mình bật lên, đây là tắt, trừ là mở. Đấy, các bác mình sẽ kéo e. Rồi mình bóp co ga. Đấy, e sẽ tự động đóng xuống, cực kỳ dễ dùng. Có vư bơm xăng phụ luôn, giúp cho máy dễ nổ. Con này thì phần trước thì các bác sẽ đổ xăng pha nhớt và phần dưới thì các bác sẽ đổ nhớt để 4.5 xích nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo. Cái này thì có giá là 1.700.000. Đấy, một con máy cưa Lakatomi tay cụt. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu các bác một con máy cưa xích tay dài. Con này thì xài siêu nồi siêu bền thôi, gọi là dòng siêu bền nồi đồng cuối đá của dòng máy Estin. Con này thì có cái tên riêng cho các bác là một con máy Estin 010AV các bác nhá, 010AV. Con này thì sử dụng lam của nó là lam 3.5 tấc. Lam 3.5 tấc và xích của nó cũng là đi xích chuột nhỏ. Con này xích chuột nhỏ, các bác có thể thấy này, tình trạng lam sên cực kỳ trơn tru. Đấy, lam dinh nguyên bản tản nhiệt không cong vênh các bác nhá. Đấy, có lỗ tản nhiệt này. Con này thì phần trước mặt tiền trước thì còn rất đẹp. Đa số cái dòng máy cưa Estin tay dài này 010, 011 thì đa số là màu trắng nhiều, còn màu cam thì rất là ít nhá. Con này màu cam rất đẹp. Đây, nó cũng sử dụng của nó là lam của nó là lam một chân ốc và có đây mặt tiền trước này, đây có e gió này. Đấy, e của nó đây. Khi bác sử dụng con máy cưa xích này thì các bác đóng e lên, bật công tắc lên nhá. Công tắc tên là tắt này, đóng xuống là mở này. Đấy. Các bác giật nổ. Con này cũng có khóa lam sên nhá, các bác có thể neo chèo. Đấy, con này thì có công suất của nó thì tận là 40cc, nòng nó cũng là 3940 mini. Đấy, một con máy cưa xích tay dài hiệu Estin. Đấy, bô biếc này, trắng tinh luôn. Đấy, dòng này thì xài rất là bền, nồi đồng cuối đá. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo. À, sorry các bác, con này sẽ báo giá các bác là 1.750.000 các bác nhá. Con này thì nòng là tận 40mm đấy các bác, 40cc. Tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác con số A23, một con máy cưa xích dòng Hitachi. Con này là một con máy Hitachi, cũng là con máy cưa xích mini tay cụt nhé. Con này thì công suất của nó cũng là 33cc, nòng cũng là 38-39mm. Các bác nhìn sơ qua này, vỏ viếc rất là đẹp, bô viếc trắng tinh. Đấy. Con này thì sử dụng lam của nó là lam 4 tấc các bác nhé. Lam 4 tấc và xích của nó cũng là đích xích chuột nhỏ. Đấy. Con này thì các bác chủ yếu cũng là tỉa tót, cầm tỉa tót, các bác cầm tỉa cầm tay đấy, các bác cưa một tay đấy, các bác cầm cửa tỉa gia đình. Đấy. Sẽ cầm như thế này, đấy, nổ lên các bác cưa, nó. Đấy. Dòng này thì nặng của nó cho mình khoảng tầm 4,5 kg các bác nhá, tầm 4,5 kg. Đây. Nó có phần trước thì các bác sẽ đổ xăng để các bác xăng pha nhớt làm nổ máy này. Đấy, phần sau thì các bác sẽ đổ nhớt để 4.5 xích. Đây, phần trước này thì có thương hiệu của Hitachi. Các bác nhìn sơ qua vỏ viếc rất là đẹp. Đấy. Con này nổ rất rát nhé các bác nhá. Tiếp theo. Con này thì A23, con lòng 38-39mm, con này có giá cho các bác cũng chỉ 1.750.000. Đấy. Tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo là con A24 nhá, một con máy cưa xích, dòng máy cưa tay dài của dòng Makita. Các bác nhiều bác có thể sử dụng, có thể biết dòng máy cưa hoặc là cắt cỏ hoặc là máy mài các thứ rồi. Dòng máy Makita thì sử dụng rất là ổn định cũng nhá. Ví dụ như máy hơi đấy, mà đặc biệt zin của Nhật nó xài cực kỳ bền. Con này thì công suất của nó là 33, Makita ME332, công suất của nó là 33cc và nòng nó cũng là 38-39mm. Con này thì sử dụng lam của nó là lam 4 tấc zin nhá, zin nguyên bản và xích của nó cũng là đi xích chuột nhỏ. Con này thì có đầy đủ, cũng có khóa lam sên cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò. Có vú bơm xăng phụ này. Phần trên thì các bác sẽ đổ xăng pha nhớt này để làm nổ máy và phần dưới thì các bác sẽ đổ nhớt để bôi chân lam xích nhá. Con này thì có lam của nó là lam cũng là lam một chân ốc. Đấy. Dòng này thì cưa tay dài, dòng siêu bền rồi. Con này thì nặng của nó trung bình khoảng tầm 5kg các bác nhá, tầm 5kg. Con này thì có giá cho các bác là 39, một con máy cưa tay dài của dòng máy Makita có giá là 1.750.000. Đấy. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu các bác con mã số tiếp theo là con A25 nhá, một con máy cắt cưa xích của dòng máy cưa Singu. Con này là con máy Singu FB322 các bác nhé, một con máy cưa xích dòng máy cưa Singu. Dòng Singu thì đợt vừa rồi nói chung là các bác có thể theo dõi bên em máy cắt cỏ bên em bán là dòng đấy xài tầm trung rất là ok các bác nhé, xài cũng rất là bền, nói chung là phụ tùng nhiều và đặc biệt rất là dễ nổ. Đấy, dòng này thì con này thì riêng nguyên bản của nó cũng là lam 4 tấc các bác nhé, lam 4 tấc vỏ viếc này, con này rất đẹp, có trợ lực luôn. Đấy, và cũng có đầy đủ có khóa lam sên các bác nhé, có khóa lam sên. Tình trạng của nó thì đều riêng nguyên bản hết. Lam của nó sử dụng lam một chân ốc, bô biếc này, các bác nhìn sơ qua con này bô rất mới luôn. Đấy. Phần trước thì các bác sẽ đổ xăng pha nhớt và phần dưới thì các bác sẽ đổ nhớt để bôi trên 5 xích nhé.
Và con này thì có vú bơm xăng phụ giúp máy dễ nổ hơn. Đấy, vỏ viếc rất đẹp. Rồi, con này con mã số A25, nòng 38 đi, có giá cho bác là 1 triệu 800 ngàn. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu các bác con số A26 nhé. Một con máy cưa xích rất là đẹp của dòng máy Kyurit Echo. Con này là một con máy cưa tầm trung. Nó có tên riêng của nó là một con máy Echo V3201 nhé. Con này công suất của nó là 32cc, nòng là 3738 đi. Sử dụng con này thì nam của nó là nam 4 tấc rin nguyên bản nhé. Nam 4 tấc, các bác nhìn sơ qua nam C này. Xích của nó đi xích chuột nhỏ. Đấy, nam của Maruyama Inter này. Nam 4 tấc và xích chuột nhỏ. Con này thì cũng có khóa lam sên cho mình luôn. Đấy. Phần trước thì có giật trợ lực. Cò này. Tình trạng nam của nó là sử dụng nam hai chân ốc các bác nhé. Bô là có xả áp luôn. Đấy, nòng có xả áp. Đấy, giúp máy dễ nổ. Có vú bơm xăng phụ. Máy này là máy đời cao. Đấy, cực kỳ xịn sò, tình trạng máy rất đẹp. Các nhìn chứng tỏ con máy này bên Nhật họ rất là ít dùng. Đấy, rất mới. Con này là con máy số A26 lòng 38 đi. Con này có giá là 2 triệu 250 nghìn các bác nhé. Con số A26. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu các bác con số A27 các bác nhé. Một con máy cưa xích của dòng máy Echo nữa. Con này là một con máy Echo có tên riêng là con GC35A. Con này thì công suất của nó là 35cc, mà lòng nó là 38-39 đi, khá to. Sử dụng nam của nó là nam 4 tấc và xích của nó là đi xích chuột các bác nhé, xích chuột nhỏ luôn. Con này thì cũng có khóa lam sên này và đặc biệt có giật trợ lực này. Đấy, có vú bơm xăng phụ luôn các bác nhé, vú bơm xăng phụ giúp máy dễ nổ này. Và con này thì sử dụng nam hai chân ốc luôn, cực kỳ chắc chắn. Phần mặt tiền trước này, bô biếc trắng tinh. Đấy. Và con này thì các bác để giúp em là phần sau thì các bác sẽ đổ xăng pha nhớt và phần trước thì các bác sẽ đổ nhớt để bôi trơn 5 xích nhé. Con này thì các bác cưa tỉa tót hoặc là cưa cưa cây tầm trung hoặc tầm cây bằng cái nồi cơm điện trở xuống là cưa rất là ngon rồi. Đấy, cưa rất ngon rồi. Con này thì xài rất ok quá nhé. Rồi, con này có số A27 nòng 3839 đi. Con này có giá cho bác là 2 triệu 400 ngàn. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo là con số A28 nhé. Một con máy cưa xích công suất 37cc. Con này có tên riêng của bác là một con máy Echo CSV3700. Con số series cho các bác là 002384 này, của dòng máy Kyurit Scope Mini Japan. Đấy. Con này thì công suất của nó là 37cc và nòng nó cũng là 39, gần 40mm các bác nhé. Tại vì con này thì sử dụng nam của nó là nam cũng là nam 4 tấc và xích của nó đi xích chuột nhỏ các bác nhé. Đặc biệt con này sử dụng là nam của nó là nam trượt, nam không nhông, bánh xe. Nam này thì nam tản nhiệt không cong vênh các bác nhé. Nam này cực kỳ xịn sò. Đấy. Con này thì độ nặng của nó trung bình cho bác là khoảng tầm 6kg. Cưa mà tầm trung trung là các bác có thể cưa được, khai thác được rồi. Con này thì xài cực kỳ khỏe luôn. Lam của nó là lam hai chân ốc, cực kỳ chắc chắn nhé các bác nhé. Cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Cưa kiếc này, các bác nhìn sơ qua rất là mới luôn. Đấy. Con này tí nổ rất là rát. Con này thì có giá cho các bác là con A28 nòng 3839 đi, 39 đi, có giá cho các bác cũng chỉ 2 triệu 500 ngàn nhé, 2 triệu 500 ngàn con này. Đấy. Con này thì có xà cò luôn. Đấy, giúp máy cực kỳ dễ nổ. Đấy, xà cò nó đây. Đấy. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo là con số A29 luôn. Con này cũng là một con máy V3700 luôn các bác nhé. Con này thì tình trạng cũng rất là đẹp này. Đây, có số series cho các bác luôn là con CSV3700, số series của nó là 01217 này, của dòng máy cưa xích Kyurit Echo Kyurit Made in Japan này. Đấy. Đấy. Và đặc biệt con này thì sử dụng nam của nó cũng là nam 4 tấc rưỡi các bác nhá, nam 4 tấc rưỡi, nam rất là dài và nam này gọi là nam nối nhá, nam này nam nối. Đây, có phần thép để giúp nam tản nhiệt. Đấy, cực kỳ xịn luôn. Nam này thì rất là ngon. Đấy, xích của nó thì đi xích chuột xích tầm trung các bác nhá, xích này xích trung 91. Đấy. Con này thì độ nặng của nó trung bình khoảng tầm 6 kg, có xà cò luôn, giúp máy dễ nổ. Con này thì nổ cũng rất rát. Các bác để giúp em là phần trước thì sẽ đổ xăng phần sau thì sẽ đổ xăng pha nhớt và phần trước thì các bác sẽ đổ nhớt để bôi trơn 5 xích nhé. Vỏ viết con này thì rất là đẹp, các bác nhìn sơ qua vỏ này rất là mới luôn. Đấy, nam của nó cũng là nam hai chân ốc, cực kỳ chắc chắn, nòng hơi di nguyên bản luôn. Con này thì con số A29 nòng cũng là 39 đi, con này cũng có giá cho các bác cũng chỉ 2 triệu 500 ngàn. Đấy. Tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác con số A30, một con máy cưa xích. Con này là con máy cưa xích mất tem, con này là con 36
Còn về 360 con này, con này 360 của dòng máy ECHO. Con này thì công suất của nó thì 36 cc, con này thì tầm 35,8 cc, nhưng mà con này thì chính xác là 35,8 cc các bác nhá. Nó ghi là 360, 361 đấy các bác. Con này thì nó ghi là 35,8 cc. Đây, nó có tên riêng là VCSV này, 361 này. Đấy, 35,8 cc. Đấy. Con này thì độ nặng của nó thì trung bình cho các bác là khoảng tầm 6 kg, và nam của nó là nam, cũng là nam 4 tấc di nguyên bản thì mới nhất. Xích của nó là đi xích chung 91. Đấy, cơ này các bác có thể cưa khai thác được rồi. Con này thì sử dụng đặc biệt là lam zin nguyên bản, là lam lõi thép. Lam này lam zin tản nhiệt không cong vênh. Đấy. Con này thì phần trước thì các bác sẽ để ý giúp em là phần trước thì các bác sẽ đổ nhớt nhé, để làm bôi trơn nam xích. Phần sau thì các bác đổi sang pha nhớt. Các bác nhìn sơ qua ốc ác này. Con này thì cưa cực kỳ đầm, cực kỳ chắc tay. Đấy, dòng cưa ECHO. Nó sử dụng lam của nó là lam hai chân ốc các bác nhá, mà nòng hơi bô biếc đều zin nguyên bản hết. Các bác nhìn sơ qua cây lam này, cực kỳ chắc chắn luôn. Vỏ viếc này rất là mới nhé. Đấy, có e gió. Rồi, con này con số A30, nòng 39 ly. Con này có giá cho các bác là 2 triệu 550 nghìn. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu các bác con số A31 nhé. Một con máy cưa xích của dòng máy cưa ECHO. Con này công suất rất là lớn các bác này. Con này là con ECHO V3800. Đây, CSV 3800. Và nó công suất của nó thì tận 39,4 cc, gần 40 cc các bác nhé. Đây, 39,6 cc này, 39,6 cc. Con này thì gần 40 cc, lam khá to. Con này thì sử dụng lam nguyên bản, ring nguyên bản cũng là lam 4 tấc, và xích của nó cũng là đi xích chung 91. Lam của nó đặc biệt là lam cũng là lam trượt, lam không nhông nhé. Lam này thì xài rất là ngon. Đấy, nhiều bác cực kỳ thích những cái dòng lam như thế này. Con này thì có thể cưa khai thác được rồi. Cưa khai thác, ví dụ các bác khai thác keo này, khai thác cà phê, cây các thứ này, các thứ đều được. Đấy, cây công suất lớn. Con này thì sử dụng lam của nó cũng là lam hai chân ốc đây, và nòng hơi vô biếc, cũng tất cả đều giữ nguyên bản. Mặt tiền trước của nó đây các bác, đấy, cực kỳ chắc chắn nhá. Con này thì độ nặng của nó khoảng tầm 6 cân, 6 cân rưỡi. Đấy, rất to. Con này là con số A31 nòng 40 ly. Con này có giá cho bác là 2 triệu 800 ngàn. Đấy, một con máy cưa công suất lớn. Tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác con cuối cùng là con A32, một con máy cưa công suất lửa, là quả con CS40EF nhé. Con này thì duy nguyên bản luôn, cũng là công suất của nó cũng là 40 cc. Con này thì đặc biệt cái là lam của nó là lam 4 tấc rưỡi các bác nhá, 4 tấc rưỡi. Tình trạng của nó thì đều duy nguyên bản hết các bác này. Vỏ viếc rất là đẹp. Con này nòng hơi này. Đấy, lam của nó cũng là lam hai chân ốc luôn. Đây. Duy nguyên bản. Cưa ECHO. Con máy cưa rất lớn nhá. Con này thì có vú bơm xăng phụ này, và phần các bác để ý giúp em phần sau thì các bác sẽ đổi xăng pha nhớt. Phần trước thì các bác sẽ đổi nhớt để bôi trơn nam xích. Con này thì các bác có thể dùng để cưa khai thác công suất lớn được rồi. Đấy, tình trạng này. Em sẽ giật nổ cho các bác nghe thử tần cây để các bác mình chốt nhé. Cây đầu tiên em sẽ giật nổ từ cây cưa nhỏ trước, là một con máy cưa Lakatomi. Rồi, con số A21 nổ rất đanh. Tiếp theo em giới thiệu các bác giật nổ luôn các bác, con là con số A22, con máy cưa xích Estin nhé. Rồi, con này con số A22, con này nòng 38-39 đi, 1,750 triệu. Tiếp theo, con số A23 nhé, con Hitachi tay cụt này. Rồi, con này con số A22 23, con này cũng nòng 37 38 đi, con tay cụt có giá 1,750 các bác nhá.
Tiếp theo, con số A24 đây. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác con số A25 nhé. Giật nổi cho các bác nghe thử. Con Singu. Tiếp theo sẽ giới thiệu rất nổ các bác nghe từ con số A26 nhé. Con Kirit Echo rất mới. Rồi, con A26. Tiếp theo, em sẽ giật nổ các bác nghe từ con số A27 nhé. Một con màu trắng duy nhất. Có trợ lực. Rồi, tiếp theo em sẽ dập nổ các bác nghe thử con số A28 nhé. Con này thì có xà cò này. Đấy, có xà cò, rất dễ nổ. Rồi, nhất nhau ra rất nhiều các bác nhé. Con này có mã số A28, giá 2.500.000. Tiếp theo em sẽ nổ các bác nghe từ con số A29 nhé. Rồi, máy rất nổ, rất rát luôn. Tiếp theo rất nổ các bác nghe thử con số A30. Tiếp theo sẽ giật nổ các bác con nghe thử con A31 nhé. Rồi, em sẽ giật nổ các bác nghe thử con cuối cùng, con cũng là con A32, con cuối cùng nhé.
tình trạng máy nổ đều rất ok các bác nhá. Các bác nhìn sơ qua tình trạng máy này đều rất là đẹp. Các bác thấy những ý những con máy chốt những con máy nào thì liên hệ em qua số điện thoại là 0947 594 678 và số này em có sử dụng Zalo. Em sẽ test lại từng cây cho các bác nếu các bác mình ưng ý nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn các bác ở những video lần sau.